eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng tất cả các bạn đến với tháp lò chim quận 7 tầng số 4 thiên đường Trend VPL để xem ngày tập thứ 2 tầng 3 của gym nữ tâm kinh. Và đây là đệ tử ngổ ngáo. Hello. Bữa nay anh sẽ tiếp tục hướng dẫn em qua một cái nhóm cơ mà cực kỳ sợ luôn, đó là cơ phần thân trên, đó là cơ vai và cái tay. Cơ vai và cái tay sợ lắm đúng không? Đó, nhưng mà thôi sợ phải học thôi. Ngoài những cái bài học cũ, mấy cái máy BBMF ở dưới, thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua cái tầng số 4 trên đây, là chúng ta tập với những cái máy PBL. Nó tập luyện về sức mạnh, nó tập cho em dẻo dai hơn, khỏe mạnh hơn, để từ đó chúng ta có nền tảng để chúng ta đi qua những cái tầng freeway khó hơn là tầng số 4. Tầng số 4 sẽ là tầng khó, tầng tương đối khó rồi đó. Khó rồi đó. Tâm lý chuẩn bị vững chưa? Uống liều quá cao đi, khởi động đi. Bữa nay anh sẽ cho em làm quen với những cái máy kéo chuột đó, BBL Bicep Curl và BBL AB Crunch đó. Và đặc biệt đây là BBL Smith Machine, dùng để tập cơ vai. Cơ vai bữa nay tập mạnh mẽ rồi đó, không có bánh bèo giống như mấy đợt trước nha. Rồi, vô coi thầy làm mẫu nè, chỉnh ghế ngay vô. Và giới thiệu với em, đây là cái ghế BBF đa năng đó. Cái BBF này nó kết hợp với rất nhiều cái động tác tập khác nhau, và đặc biệt nó là sự kết hợp hoàn hảo với cái máy Smith Machine này để tập cái động tác shoulder press. Rồi, chúng ta ngồi vào. Dạ, đúng rồi đó. Rồi, cái vị trí ghế đã chuẩn rồi. Mốt em cứ set cái ghế vậy nè. Như này, tay cầm rộng bằng vai, mắt nhìn về phía trước. Đó, bữa nay em đặt một cái chân vô freeway rồi đó. Không, cái máy này sẽ cho một cái chuyển động trục nó thẳng vậy, nó cố định trục cho em chứ làm đẩy thôi. Nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều so với em tập mà những cây kia. Nhưng mà mình tập động tác này trước để sau này mình có mạnh mẽ đó, mình muốn thể hiện cá tính mà muốn sống ảo trên Instagram rồi đó, thì mình tập cái bao eo không. Rồi đẩy lên, ngồi, anh ngồi sai rồi nè. Những cái tư thế ngồi là phải ngồi tư thế số 4, không? Đó, chân chùm vững sàn. Rồi đẩy lên nè, ống tay thẳng nè, không? Ống tay thẳng xuống mặt sàn, tức là nguyên tắc vuông góc. Đó, gần chạm phần trên của em. Đây, gần chạm phần trên của em, giữ lại một giây, xong rồi đẩy mạnh lên, thở ra. Mà khi đẩy mạnh đó, tức là cái người nè, trên cái gần cổ anh nè, hạ xuống đó, ngã đằng tí, mà đẩy lên nè. Nó có thể không, lưng không rời khỏi ghế được, nhưng mà nó lên tí xíu. Nè, nó tới đây nè, sẽ nặng nè. Cái động tác này là sẽ cố gắng nè, đẩy thẳng lên, nó xuống. Ok. Thử. Này, thử rồi nha, chưa đếm nha, thử thôi. Cao hả? Rồi. Đấy à. Ok. Đó, rồi. Ok, đó, đây là chính xác. Ok, rồi, được chưa? Rồi. Anh nhích ghế lên tí xíu. Rồi, cái bài test này sao? Thử. Thấp ít chán vậy luôn. Đó.
cái tay nè, cái tay nè, cái tay nè, giữ vị trí thấp nhất. Đó, nhớ lại đây nha, chứ không có chỉ chỉ đằng sau đó nha em. Nghe đây, ok. Rồi để lên, nặng không? Phê phê rồi đó phải không? Dạ. Ngay ngay cơ yếu nữa. Ok. Ok. Rồi, tốt. Tập đã xong rồi đó. Bây giờ chuẩn bị vô set đầu tiên nha. Rồi uống rượu cao cho nó xong đi. Đó, khởi động uống rượu cao cho nó hết đi, cho nó xong đi rồi mình vô. Uống cổ tay em ơi. Uống cổ tay em ơi. Miss Machine Soda Fest set đầu tiên. 5kg, 5kg, 15kg tạ. Lộn 20, 20, 20 cái cây 10kg nữa. Rồi vô, để lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 cái nữa 9 để lên 10 rồi gác vô. Ok, tốt. Ok, tốt, uống sấp, uống sấp. Uống sấp, uống sấp, uống hết sấp rồi, pha sấp uống này đi. Uống sấp, uống sấp. Bơm máu, bơm máu, bơm mà nè. Sao thế? Bánh Meat Machine Soda Fresh Test số 2. Thêm tạ, mỗi bên 2,5 kg. Đó, làm cho nó có thủ tục em. Rồi, vô nè, lên. Ok. 1 Cố lên 2 Cố lên 3 Cố lên 4 Cố lên 5 Cố lên 6 Cố lên 7 Come on 8 2 cái đó 9 Ok Để lên 10 Rồi thôi gác vô. Lên tạ. Lên thêm 2,5 kg nữa. Set cuối Meat Machine Soda Fest 30kg. Vô. Rồi. Lấy cái chuyện hạ trầm trồ coi. Đó anh không đỡ nè. Cho thiên hạ trầm trồ coi. Đúng rồi. Cho thiên hạ trầm trồ coi. Ok. Đó. Ok. Không, đó. Ok. Như 5 cái rồi đó. 6 7 8 9 Ok, cái cuối nè. 10. Tự gác chú ơi, tự gác chú ơi. Đó, đó, ok, tốt. Rồi, đổi bài. Tốt. Để bài vậy là ngon rồi đó, good rồi đó. Ăn bài này gì rất là dễ tập. Mang cái luyện tập bài này cho tốt vào. Mike Smith thần thánh. Tới cái bài mà anh sợ nhất luôn. Đây là bài vai. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Rồi tập bài đi em, sợ phải tập thôi chứ giờ sao giờ. Không tập nó yếu xìu rồi. Thử đi hai cục. Bài tập rồi hoài rồi. Ngại ngùng gì nữa. Nãy mới đẩy bài miss trên kia nó nặng, giờ ở đây mình relax. Nói không? Không nói hả? Anh ba cục anh. Điều một cục thôi nha. Ừ. Chán thế gì. Rồi một cục thôi. 1 2 Nói không? 3 4 5 6 Ép sát xuống rồi 7 Sát vô nữa, đó 8 Ok 9 Ok 10 Giữ à, từ rồi thả vô. Xong. Không xong một set thôi. Xong một set thôi xong gì. Rồi tiếp. Minimum luôn rồi đó. Vô. Set 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 Tốt. Em tập một cục rất tốt. Lên cục cho em. Tức rồi đó. Lên cục cho em không? Rồi lên cục cho em. Lên cục rồi. Rồi lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi tốt. Rồi xong thôi, mình lên tầng 3 đi, mình tập tay sau. Cơ tricep. Đi, ngại ngùng gì nữa, mắc cỡ gì nữa. Đi chỉ cho, bài này ngon lắm. Bài đẹp nữa, đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập chuột sao, tức là cơ tricep. Tricep là cơ ba đầu, kêu là cơ tam đầu nha. Bicep là nhị đầu, mà tricep là tam đầu. Bằng bài chống đẩy ngược. Bài chống đẩy ngược với cái ghế ha. Chân để thẳng lên vậy. Chống. Lên. Ok. Cố gắng thẳng. Thẳng là thẳng cái gì, nó có hai vị trí thẳng. Một nè, thấy không? Đó. Lên lên vậy nè. Thấy chưa? Thẳng nè. Thấy không? Xuống. Thẳng nè. Chứ không có cái cong cong vậy. Thấy không? Đó, thẳng cái chân ra. Đó. Ok. Chống bằng gót, lên thẳng tay. Sẽ vô cơ tay sau. Khá nặng đó, thử. Sao nhìn bối rối quá rung hả? Tập được thôi. Tập được thôi, em đưa phao câu cho nó bự vô. Rồi, lên, nổi không? Nếu mà lỡ không nổi lấy chân đạp đạp lên. Đó được mà. Được, đẹp. Ồ, mẹ ngon. Ngon ngon, mà muốn ngon nữa thì khép tay vô. Khép tay vô tay chẳng hạn vậy. Ờ. Đó. Ngon. Rồi, ngon. Cho nó góp ý này được không? Dạ. Khi xuống là cái cục chỏ này chị dĩa ra phía sau một tí, đừng có chĩa vô mặt anh. Ờ, đó, đúng rồi, đó. Ok. Tập đi, xuống càng sâu càng tốt, sâu nhất em có thể. Xuống, xuống. Đó, mông gần chạm đất là tốt nhất. Giống bụi đạp vậy. Đau quá, là tay muốn chết luôn. Rồi, được không? Được phải không? Được, uống miếng pin đi. Rồi vô. Bend dip, tập tay sau, bắt đầu. Rồi, dứt. Dứt. Một. Sao tên em cầm chứ? Ờ đó. Hai, đúng rồi. Ba, từ từ không, tập nhanh qua đâu. Ừ. 4 chuẩn. 5 6 7 tốt. 8 tốt. 9 tốt. 10 thôi, còn 2 set nữa. Dạ không? Dạ không? Phê tay không? Phê. Đau. Không chết. Nổi được không? Nổi. Nổi nữa hả? Nổi, tôi sẽ cố nổi. Ok, tốt. Rồi, dứt. Đi, dứt. Tập đi. 1 Rồi. Rồi, tập đi. 2 Xuống sâu tí. 3 4 5 Cố lên. 6 7 Ok. 8 Hai cái nữa thôi. 9 Ok rồi. Ôi phê quá, uống miếng pin. Uống miếng pin. Anh không trend thôi, trend nào đấy nó nhồi nó đã. Bài tập có tên là bend dip nha. Bend là cái ghế, dip là chống. Rồi thở ra. Đúng rồi. Đó, 2 3 4 5 Ok 6 7 8 9 Cái cuối, giữ lại đây, giữ đây. Mỗi chống lên, chừng nào lâu đủ lâu chống lên. Chống, ừ, giữ luôn. Ok. Nâng cung cong lên tí nữa, ok. Đó, thế này nó mới đẹp. Đó, ok.
Rồi giữ đi cho đọc phòng kêu đóng cửa nghỉ nha. Chết luôn. Rồi. Thôi được rồi, tốt. Nạp pin đi em. Xong rồi khởi động lắc lắc đi. Rồi bài tập thứ hai của phần cơ tay sau là anh giới thiệu em một cái bài extension. Chưa bao giờ em tập động tác extension này. Mà em đã từng tập với cable, với BBMS rồi. Nhưng mà extension bây giờ là mình cầm một cái gì đó lên cao vậy nè. Đó. Mình vuốt lên, mình duỗi. Em hiểu nha, duỗi nó khác đẩy. Đẩy ra như nè. Đang ở đây tôi đẩy cái, ví dụ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em. Tôi là đẩy. Còn duỗi là gì? Là vậy nè. Duỗi anh ra khỏi cuộc đời em. Tức là cái động tác duỗi. Nó em hiểu không? Đó, nên cái cơ chế extension là duỗi, không phải là đẩy. Nên không có đẩy. Giờ em cầm cái banh nè. Như vậy là đẩy nè. Ví dụ như vậy là đẩy nè. Còn duỗi nè, em cầm bên hông như nè. Một ngón tay cái cầm đây, bốn ngón kia ôm cái banh. Đó. Mình hướng một cái góc là nó khoảng 45 độ vô cái banh nè. Rồi. Cái tay ráng kẹp gần đầu nhất có thể, rồi vuốt. Đó, vuốt. Banh to cầm tạ được không anh? Tạ nó khó cầm hơn. Tạ nó có bài tập khác. Thì bên tầng này mình tập banh hơn. Dạ. Rồi tập đi. Em có ma sát vào tay mà sợ gì? Nè ngón tay nè. Ngón tay cái xẹ ra đấy. À, ok. Rồi, đừng cho nó rớt nha, rồi vuốt lên. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ok, đó. Rồi, vuốt. Miếng tư thế số 1, chuẩn. Được chưa? Ok. Nhẹ nặng. Sao thầy cho quả nặng quá vậy? Quả này mà nặng hả? Ừ. Thôi, quả có 4kg mà nặng. Rồi, bắt đầu. Bài tập Bone Tricep Extension, bắt đầu. 10 cái. 4 rep, 4 set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt. Nhẹ quá phải không? Dạ. Ừ, chết luôn. 1 2 3 4 Tới cái tay nha, cảm giác bóng chạm tay thầy có biết không? Rồi ok, phải chạm tay lên. Ok. 6 7 8 9 10 Rồi uống sức đi. Rồi nghỉ ngơi cho tay sao nó khỏe anh tí. 5kg Bone Tricep Extension. 1 2 Lên thẳng tay. 3 4 Thời gian chưa chạm tay. 5 6 7 8 9 Cái nữa 10 Rồi nghỉ 30 giây. Nghỉ đi, nghỉ đi. Em cầm vậy nè. Anh nói rồi em cầm phải vậy nè. Chứ em cầm vậy sao em giữ được. Nè, cầm vậy nè. Không. Mình phải dùng hai ngón tay cái mình giữ rồi chứ. Rồi 1 Không ai đâu. 2 Nè, em phải ưỡn cái lần người em gồng lại. Đó, ok, đúng rồi. Cái tay em đụng chĩa ra trước nhiều quá. Ok. 4 Nặng nó phiêu chứ. 6 7 Sâu sâu tí coi. À, rơi bóng. Không rơi. Không rơi. Đang dịnh mà sao rơi được. Nè, sâu sâu tới đây nè. Rồi lên. Không sao, không anh dịnh rồi. Tiếp. Chưa còn hai cái nữa. Rồi, cái này nè quéo quéo nhưng mà cố đó.
tập trung nè, đẩy lên, giữ luôn, thẳng tay ra, thẳng như nè, đó, cái cuối tạo dáng vô chút, rớt hả? Rớt bóng. Sao rớt được, đang cầm mà nhá. Rồi không sao, vậy cũng được rồi đó. Bóng to chứ. Rồi bây giờ anh sẽ giới thiệu em một chiếc máy PPL Bicep Curl dùng để tập tay. Nó tập khỏe cái tay phía trước nè, với cái tay này luôn. Đúng không? Tùy vào cái cách cầm của cái này. Ở cái bài này nó có đa dạng lắm, anh tập một tay cũng được nữa. Xong rồi cái hòn qua em đổi. Đúng không? Đó, qua đây đổi. Ok. Còn hai không thì cặp hai tay. Hai tay em cầm như nè, là tập vô tay trước. Ok, vô tay trước, đúng không? Vô tay trước là vô con chuột này nè. Nhưng mà nó làm cho khỏe tay trước, rồi từ đó tập phải nặng lắm, phải nhiều lắm nó mới bự chuột. Đúng không? Còn cách cầm số 2 á. Cách cầm số 2 á là mình cầm vậy. Không có cầm đây nữa mà cầm vậy nè. Đó. Cầm đây, cầm cái tay này. Không, anh có cơ là nhìn rõ là đang chạy chỗ nào luôn á. Đó. Anh có cơ sẽ tập chỗ này, còn em á nó làm cho khỏe cánh tay, cái cánh tay phía trên này. Đó, nó lúc này nó không vô này nữa. Ít ra mà tập chỗ này. Ok, đó là hai cặp tập chính. Đó, bây giờ cái bài tập này anh sẽ chỉ em tập tất cả là 6 set. 3 set này, 3 set kia. Rồi, em vô thử tạ cho nó nặng nó nhẹ, ghế cao hay thấp. Cao thấp mình chỉnh ở đây. Còn nặng hay nhẹ mình chỉnh ở kia. Rồi, tập thử đi, tập thử cái này. Đúng rồi. Tới đây ta kéo lên, ok, không cần phải thả hết đâu. Ok, nói vậy đó. Được không? Ok không? Ok không thì mình vô set chính thức luôn đi. Rồi đầu tiên bài BBL Bicep Curl. Đầu tiên đó, tập 10 cái kéo hai tay cùng lúc cho anh. Lên. Tự tập đi cô gái. Tự tập đi trò. Rồi dứt. 1. Cậy nó kéo không đều cũng sao, từ từ tập quen à, khó mà. Ok. 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 4. Còn cái rồi ba ơi. Tập đi, trò lộn xộn quá. 8. 9. Lên lên. 10. Trời ơi, ok, tốt. Nặng quá, nặng quá. Thấy cũng đuối luôn, nặng quá hả? Nặng quá hả? Có 2,5 kg nặng quá hả? Cái gì cũng không kéo luôn. 2,5 kg nặng quá hả? Em ngồi đúng chưa? Đúng rồi. Thấp hay sao? Cũng bình thường à. Set số 2. Cố lên. 1. Yêu Mai, đau chuột quá. 2. 3. 4. Tập trung nha. 4 cái rồi. 5. 6. 7. Kéo anh. 8. Kéo gì? 9. 10. Ôi tập xấu quá. Bài này tập bao xấu luôn. Sao mà nó đau chứ mà. Thì đúng rồi, tập chuột ở đâu chuột chứ không phải tập chuột đau mèo. Chuột yếu xìu luôn rồi. Chuột là một con yếu. Cái chuột người ta mới đang hình thành. Cái vấn đề này không phải là vấn đề mà gọi là nó đẹp hay nó xấu. Mà vấn đề này là sức khỏe cái tay nó yếu. Chuột nó cũng yếu nữa. Phải tập cho nó khỏe lên. Rồi thôi ok, được rồi, nói chung là cái bài tập này chuột em nó quá yếu rồi. Anh phải tìm cách anh sửa thôi chứ giờ không biết sao nữa. Mà giờ tập một tay đi. Tập một tay thôi. Một tay đi anh. Một tay thôi, tay kia chịu. Ừ đó. 1. 2. 3. Đó, tập một tay đẹp hơn rồi đó. 4. 5. 6. Hạ sâu xíu nữa không? Ừ, tới đây nè. 7. Chọn cái dây lại. 8. 9. Sâu xíu đấy. 10. Ok. Em phải làm quen với cái răng nữa, cái răng em nó bị ăn gian quá. Là sao? Cái răng tức là động tác em thả chưa có dài, chưa có sâu á, rồi tới tay này. À là em thả đến đây thôi đúng không? Không phải, tức là thả nè, em thả xuống tới đây luôn, rồi mới kéo lên. Rồi, anh bỏ đi, bỏ đi. Rồi, 1. Đây đúng không? Đúng rồi. 2, cái nào đó cái đó. Đại đây, ăn gian rồi. 3. 4. 5. Gắn lên, anh phụ cho. 6. 7. 8. 9. Ui, nhanh ăn chuột. 10 không, tập chậm chậm nó mới vô. Không phải tập nhanh. Tập em nó đâu? Nó đâu rồi, đúng rồi. Tập tạ chứ không phải tập nhỏ, trời ơi trời. Tập phê chưa? Phê. Rồi, lên.
1 2 từ từ thôi, từ từ thôi, đừng có súng. 3 thả sâu chút xíu hả, thả nữa. 4 nữa, 5 6 7 8 9 10 giữ lại, giữ lại, đó, giữ lại. Cười, cười, cười giống kính rồi. Đó, ngầu vô, cười, đó, đó, đó. Rồi thả ra, thả từ 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 rồi. Tới tay kia, cái cuối thôi à. Rồi, dứt. 1 nữa, 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi cái cuối nè, 10 giữ nè, giữ nè. Ok, thả từ 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 đó, banh chuột chưa. Rồi tiếp, cầm mặt trước kia. Đúng rồi, cầm đàng hoàng vô. Cái tay để sao hết rồi. Ừ. 1, ok. 2 3, cái này mạnh hơn hả? 4, cái này mạnh hơn hả? 5 6 7 8, đó, chậm chậm gì cũng được. Ừ. Ok, rồi tốt. Tao bên kia. Tay bên này là chịu đó. Tao bên này chịu hả? Chịu thì cầm đi, vô tập thủ cho. Cho nó đều, không có méo tay chết giờ. Cầm sao cũng được, miễn tay, cổ tay nó dặn đúng rồi thôi. Ừ. Rồi dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, tốt. Em tập gì, em tập tốt hơn kia nữa. Cũng sắp. Phải tập chứ, lỡ tập bên này rồi bên này bó nó là sao quá. Sắp, cũng sắp, cũng sắp để chơi cái cuối. 10 kỳ con bên có 2,5 kg. 2,5 kg mà bộ cây này cũng nặng á. Cây này bao nhiêu ký? Không biết. Cây nó nhiều ký nữa. Thấy cây nó khủng lắm á. 1 2 3. Cái tay không nhúng, cái vai không nhúng nè. Nãy giờ nhúng vai nhiều quá. Thả nữa. Ừ, đó. Ok. Không nhúng cái vai đùng đùng vậy. Tiếp đi, tập đúng rồi, tự nhiên đuối vậy đó, hả? Đó nè. Ok, giữ. Rồi. Rồi. Rồi, ok. Cái bài này nó khó nhằm rồi chơi. Rồi, tiếp. BBL Bicep Curl. 1 2 3 4 5. Cái bài nó cứ nhúng bài rồi. 5 6 7 8 9 10. Ok. Rồi thả. Rồi xong, tạm biệt BBL Bicep. Bicep là cơ hai đầu á, cơ nhị đầu. Nó kêu là cơ bicep. Nãy giờ quên dạy. Đó, em tập cái này là kêu là cơ bicep. Cái tay là forearm. Forearm là cơ cẳng tay. Cơ bicep là cơ con chuột. Nó có hai đầu, một xếp, hai xếp là bicep. Rồi cái cơ vai hồi nãy em tập á, là cơ vai là cơ shoulder. À, gồng lên này không? Vai là nguyên cái này luôn. Nó chia làm cơ vai trước nằm trên đây nè. Cơ vai lớn nằm ở ngoài đây, miếng mảng này. Và cơ vai sau đã nằm nhỏ ngay đây. Đó này cơ vai. Còn cái cơ bicep, cơ tricep là cơ phía sau. Bữa nay mình sẽ tập ba cơ đó luôn. Mình tập nguyên một cánh tay với vai. Với eo. Rồi, tiếp tục qua bài khác. Bây giờ đến với cơ bụng đầu tiên á, là chúng ta tập bài này. Cơ chế crunch, máy này có tên là PPL AB crunch. AB là viết tắt của bụng. Abdominal, tiếng Anh á, abdominal nha. AB là viết tắt của bụng. Thì nó giống hệt như cái BBS, nhưng mà nó khác. Mà BBL nhét tạ vô tập nặng hơn.
với cảm giác nó khác tí xíu. Cảm giác cái chồng trục của nó mượt hơn, còn cái kia nó chuyển động nó khác khác. Mà cái khác đó là cái làm cho cơ bắp chúng ta nó phát triển, nó có một sự bối rối. Đó, cái nghệ thuật bối rối cơ bắp là nghệ thuật mà làm cho giống như là cơ bắp mình nó không biết trước là mình sẽ tập cái gì, và không biết trước là mình sẽ tập như thế nào, còn mình ép đi thế nào, đó là cái nghệ thuật tối cao trong thể hình. Ok, thì bây giờ thầy kêu trò tập bài này vô đi trò. Đi, tập cây không coi bao nhiêu cái đó. Cây không thôi. Có sỉ nhục trò quá không? Tập y chang như bài Be Best Run thôi chứ không có gì trang trời hết. Không có gì khác hết. Rồi. Nhớ là cái lưng cong, bụng cong, cuộn bụng phải gặp lưng. Trò chân hiểu cho thầy đó được rồi. Cuộn lại, tức là mình cuộn cái bụng nó tròn gặp lại chứ không phải mình gặp cái bụp, giống như phải cầm tờ giấy gặp cái bụp vậy là không đúng. Mà cuộn cái bụng gặp nha. Đó là cái chìa khóa thôi. Rồi sao nhẹ nặng thế nào? Vừa hả? Vừa thì thêm 5kg cho nó đỡ vừa ha. BBL AB Crunch set đầu tiên 5kg tạ bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giữ lại đúng là giữ lại đó nha, giữ lại thả từ từ thôi thả nhanh vậy, thả từ từ là cái điểm ở đây nè, rồi thả từ từ cái điểm này nè, rồi gồng cái tay lại, gồng cái tay giữ lại, gồng bụng luôn, gồng chân luôn, gồng hết tất cả những gì có thể gồng, rồi mình thả từ từ thôi nè. Làm khó điểm thả mà. Đó đúng rồi đó. Thấy tác dụng người thầy chưa? Nãy giờ gồng nó nặng thế, phải giờ em gồng lại là nó mỏi lắm vậy. Rồi mức tạ y nguyên set số 2 PBL Crunch bắt đầu. 1 2 3 4 5, nói chung mới thêm 5kg á, 6 7, giờ tập 10kg rồi đó. 9, cái cuối giữ nha. 10, ok giữ. Ok, nhớ dùng cái bụng gập nha, cái lưng đá lên. Cái này là bài tập kết hợp cả bụng trên lẫn bụng dưới. Bụng trên là trên đúng, bụng dưới là dưới đúng. Ok, thì em tập em có thể gập thì nó vô bụng trên, cái chân này nè. Em dùng cái chân em nhích lên cái nữa, tức là vừa trên dưới kết hợp luôn, nó cuộn lại. Đó, nên bài tập này bài tập nguyên cái bụng luôn. Đó, chỉ cần hạn chế dùng cái tay bổ xuống thôi. Còn cái chân xài được, cái bụng này xài được, ok. 1, 2, 3. Ôi, 1 2 3 4, đúng rồi, 5 6, cái nữa nè, 7, 3 cái nữa nè, 8, rồi, 9, 10, ok, từ, 15kg rồi đó em, 15kg rồi đó. Thôi, dậy, 15kg mà, phải nặng thôi, có thầy đỡ mà, rồi bụng sao rồi, bụng sao, giãn bụng ra coi. Giãn bụng ra nha. Ok, lại, rồi, giãn bụng ra nha. Ok. Rồi, lại. Hi. Gì tập. Rồi, được, giờ động. Cái ghế á, mà trong gym mà nó có độ dốc á, dốc ngược xuống như nè, nó kêu là ghế decline. Ok. Còn cái ghế mà thẳng băng về nè kêu là flat. Còn ghế mà nó dốc ngược lên như trên kia kìa là ghế incline. Nói chung là incline hay là flat hay là decline á là nó khác nhau về độ dốc. Yeah. Thì cái ghế dốc này ghế là decline. Ok. Rồi, nhìn xuống đây nè. Anh thấy cái chốt dưới đây nè, nó chỉnh cao thấp được. Nó chỉnh cao thấp mình tháo ra mình nâng lên hạ xuống được á. Yeah. Thì nó là adjustable. Adjustable là chỉnh điều chỉnh được. Đó. Vậy thì cái ghế này có tên là adjustable decline. Vậy thôi, adjustable decline. Bài tập này crunch, gập bụng crunch. Mà ghế này tập nhiều bài lắm, mốt anh sẽ chỉ em tập những bài tiếp theo. Và bây giờ là chúng ta vô cái ghế này.
chúng ta móc vô đây, cái này nó rất là êm, nó không có đau chân đầu lò. Nó di chuyển được nè. Đó. Rồi cái bát như này là nó cũng hình vuông góc, nó không bị đau chân. Rồi em gặp. Để tay sau gót. Ok, tôi nói nặng á. Bây giờ là qua phi quay rồi, tôi nói nặng á. Gắn 10 tới 12 cái nha. Nếu mà để tay sau ót mà nó nặng quá đó thì để tay trước ngực nhẹ hơn. Rồi dứt. Để cho nó mạnh mạnh mẽ vô để gì nhìn yếu đuối vậy. Rồi. Ok. 4 5 6 rồi để tay sót thứ đây. Hỏi không? Để ngang ngang thôi em, để tay ngang ngang đó. Cho nó mạnh mẽ, đúng rồi. Không, đừng có gặp vậy nhìn nó kỳ lắm, đó vậy đó. Nó hơi nặng đúng không, có béo rồi đó. Đó. Thấu rồi. Rồi, được rồi. Em chỉ có một cái là cái tay em để vậy lên nhìn nó rất là xấu. Đúng không, cái động tác là em để ngang thẳng luôn nè. Cố định tay. Mình đi tập cái bụng thôi. Tập không nổi thì có anh hiểu, sức anh nhích nhích cho một miếng. Không cần phải khúm khúm lại đâu, nó nhìn nó xấu. Để tay vẫy được chứ sao, cho em cứ phải để xong đấy. Nhìn nó xấu. Để nhìn nó xấu lắm, nhìn nó giống như con chim bị nó mắc mưa giữa trời giông bão mà nó bơ vơ nhìn nó. Tập động tác nó phải đẹp nữa. Trời đất ơi. Thầy dạy khó lắm. Xấu quá rồi. Em nhớ nè, khi xuống là cái bụng nó luôn cong chứ không phải nó ngã thẳng vào cái ngay sau lên nổi. Rồi. Sau đây thôi. Ok, đó. 3. Một cao xíu nữa. Đây ạ, 4. 5. Ok. 6. 7. 8. 9. 10. Ok, giữ lần tí. Được rồi, 10 cái thôi. Thôi xong, xong một set. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ba cái nữa, tám, chín, mười. Ok, tốt. Xong set 2, cậu set 3, một set nữa thôi. Set cuối nha. Adjustable decline crunch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, tốt. Rồi xong. Đó, hồi nãy là mình gập bụng là phần bụng này nè. Còn bây giờ là mình tập chuyên cho phần eo. Nó xuyên về hai bên. Đó, thì bài tập này có tên là side. Side là từng bên. Thì nó là side crunch. Ví dụ giờ anh tập trước một bên thôi. Anh sẽ thọt cái giò ra đây. Đó. Giờ anh tập bên này. Ngã ra anh gập vô. Ngã ra anh gập vô chân này chân trụ. Không. Đó. Ok. Tức là cái động tác của em nó đang cái tay đang như này không? Khi mình gập vô nè, mình gập vô là mình có cái động tác xoay nhẹ qua đây xíu. Đó. Thấy không? Mắt nhìn vô đùi. Mắt nhìn vô đùi này. Xong rồi mình đổ bên kia, tập từng bên. Hít thở y chang. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi. Cái chân này nó lạc võng vơ vơ quá. Thì chân này em cứ co lại bình thường. Để đất cũng được. Rồi. Để đất này không? Sao sao này anh để lại cho coi nè. Cái chân anh để nó đâu có lỏng lẻo như em đâu. Ok, nãy không? Đấy.
Ok. Ok. Ok, được chưa? Đếm luôn nha. Bên 10 cái. Cố lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt. Rồi, đổi chân. Đương nhiên phải đau eo rồi, thấp eo mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái nữa thôi. 10. Rồi xuống, xuống chơi tiếp, đừng nghỉ, qua đây chơi tiếp. Nữa. Bên tập bên nghỉ, bên tập bên nghỉ nè, kỹ thuật super set. 1. Cố lên, cái cuối rồi đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi tốt. Tiếp cái nữa. Tiếp tiếp tiếp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi tốt. Uống uống pin, uống pin. In trao và cao uống pin. Đây. Nhức quá. Tập phải nhất chứ. Ôi, tập xíu mở giảm quá trời luôn. Em sắp có đường số 11 rồi nè. Không, không, em tập gym mới mấy tháng thấy có đường số 11 chưa? Quay kỹ vô không nó xạo. Nè, thấy chưa? Đường này hả? Ừ. Đây cái đường số 11 nè. Đó, đường số 11 nè. Tan mở dữ lắm luôn, dở. Rồi bây giờ là giới thiệu em bài tiều phu đốn củi nha. Tiếng Anh là wood chop, là mình chém, mình tập bụng. Đây, cầm giày. Ok. Rồi xong bước một chân ra để cho nó có đường đi, đúng không? Từ ở trên chém xuống. Chém là mình dùng cơ bụng mình kéo nè. À, mắt nhìn theo. Nhìn hai cái vai nè. Cái vai nó phải trên dưới vậy chứ không phải vai ngang vậy. Vai nó vậy ha. Cái trên cái dưới vậy. Dứt. Đó. Mình tới đây nè. Mình căng cái eo, eo bên đây nè. Xong mình gồng nó, mình chém xuống. Thấp eo nha. Thở ra. Thở ra. Xong chút đổi tay á. Cũng cầm như luôn. Bước chân ngược lại thôi. Rồi, tương đối khó đó. Cứ chơi đi rồi, nhìn chỉ cho. Sai tới đâu sửa đó. Không cần đứng xa quá đâu, xa chút chút thôi. Đứng vô xíu đi, xa quá vậy? Ừ. Rồi tập đi, cứ tập đi. Eo nha, nhớ eo nha. Ờ. Cái tay nè, nó không phải, nó đừng có thẳng mà thẳng cái kiểu mà tăng cái giá vậy. Nó nên nó vậy nè. Nó cong cong một tí để nó mình cái tay mình cũng gồng, mình cầm mình giống như là mình có lực á, chứ không phải rồi dứt. Ok. Ok, cái đoạn ra giữ lại. Nè, tới đây nè, giữ lại cái cho nó căng này, có căng không? Có căng, ok, phải giữ lại. Chém xuống, chém thẳng, chém xuống quắt kìa. Rồi, được được rồi đó, rồi. Nó hơi lố rồi. Tức là cái đoạn chém em đi hơi sâu, đi qua tới đây nó sâu. Thẳng thẳng vậy thôi. Chó đẹp. Nè, cái này trên nè. Cái cùi chỏ bên đây nó sẽ trên cùi chỏ bên này. Rồi. Nhìn theo cái tay em. Con mắt em phải nhìn theo cái tay. À. Chém hướng nào nhìn hướng đó. Rồi.
cái động tác vô giữ lại, em cứ nhanh tập nhanh quá à, bao giờ cũng phải giữ lại nó có nhịp. Rồi xong đổi bên thứ coi, đổi bên thứ coi rồi mình vô mình tập. Ok, ở đây có gương nhìn đi đó. Cái cùi chỏ phía trong sai nè, cái cùi chỏ phía trong này nè, nè, ờ, nó phải đứng theo cái hướng chém, chứ nó không có dày, ờ, nhích lên tí, nhích lố rồi, quá lố, nè, nhìn nha, thấy không? Nhìn cái cùi chỏ nè, hồi nãy em nhìn nè, nó, lên như nè, động tác là nó khó ở chỗ cầm tay á, đây, thấy không? Hai cùi chỏ đâu? Tức là cái vai trong này của anh nó cao thì cùi chỏ trong này nó phải cao, và ngược lại vai này thấp thì cùi chỏ này nó thấp đó, mình mới dứt cho tới đây thôi, không có dứt qua đây, nhìn nó lố quá đó, đúng không? Khi lên nè, cái mặt mình nó cứ nhìn theo cái đó, nhìn theo cái dây, nhưng mà khi mà lên tới đây thì mặt nhìn thẳng, đúng không? Xong rồi mình kéo dây ra, mắt mình nhìn xuống một tí. À, hai cái tay nó không có thay đổi, nó cố định vậy luôn nè. Ráng ngộ đi, nặng thì thêm giảm ta lại đỡ đỡ rồi đó, chậm chậm nhanh quá. À, sao tay cứ cong cong vậy trời? Nhớ đầu tập trung về cái eo à, dùng cái eo này. Chậm chậm chút em nhanh quá nó. Rồi. Rồi đúng rồi. Giữ lại. Cái vô. Ừ, cái vô trong kia cũng giữ nữa. Giữ. Rồi dứt. Em phải giữ em mới có thời gian suy nghĩ về cái eo. Chứ em tập vèo không kịp. Đó. Cứ chậm chậm nha anh. Ok rồi. Rồi. Suy nghĩ về cái eo nha. Chỗ này nè. Đó. Rồi được rồi, phần học bài xong rồi, chờ xíu tập. Em đừng nghĩ là em dùng cái tay em chém, mà cái tay chỉ giữ thôi. Rồi xong rồi cái eo mình nó kéo nè. Cái eo nè, kéo nè. Cũng bình thường em xe eo đi. Đó, em xe eo thì không có gì cầm hết, thì giờ cái tay em để vậy thôi. Em cứ xây thôi. Chứ không phải là dùng cái tay. Thấy không? Cái này là anh dùng tay nè. Con này dùng eo nè. Dùng em sao nó nhanh được. Em tập vèo. Thôi vô tập thiệt đi, từ từ ngộ ra chân lý à. Một. Ok. Hai. Ok. Ba. Ok. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. 9 10 rồi đổi. Một. Bên đây cầm tay đúng nè. Hai. Ba. Đó. Bốn. Năm. Sáu. Đúng rồi. Bảy. Tám. 9 10 rồi quay lại tập tiếp. Đó, bây giờ em cầm cái đúng nè. Cái chỏ này nó cao hơn, cái tay này thấp hơn, cái vai này cao hơn. Rồi dứt đi. 1. Đó, xoay cái eo vô đúng rồi đó. 2. 3. 4.
5 6 7 8 9 10 Đội đổi. Đội đổi. Tập một lèo luôn đó. Vô. 1 2 3 4 Giữ lại. 5 Cái đồng tác vô là phải giữ nè. Đó. Rồi 6 7 8 9 10 Giữ lại. Giữ lại. Để cho nó căng này ra. Rồi. Mỗi thả ra. Cầm đi, cầm đi, cầm đi. Rồi. Bây giờ là chém ngang. Bây giờ là chém ngang, hồi nãy em chém từ trên xuống. Bây giờ cũng chém, chém ngang. Ok. Dứt. 1 2 Cũng y chang vậy thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi, quay qua kia tập tiếp. 1 2 3 4 Từ thôi. 5 6 7 8 9 Tay thả thẳng xíu đi. 10 Rồi. Mệt rồi, uống miếng nước, tập xếp cuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đổi bên. Không, cái bài mệt, mệt với cái bài này chứ. Đổi bên. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi, ok, kết thúc, xong. Vậy là chúng ta đã khép được buổi tập tạ ngày hôm nay, tập gym ngày hôm nay. Những cái máy BBL rất là nặng nề. Thì bây giờ là chúng ta sẽ xuống dưới, chúng ta cardio trên máy elliptical. Đó, chế độ hill leo đồi nha. Ở đỉnh là cực kỳ nặng mà hai bên cực kỳ sướng, để chúng ta relax cơ thể nhưng mà chúng ta phục hồi cơ bắp. Rồi sau đó em sẽ uống Limbody, uống Boss cao. Thời gian còn rảnh thì em có thể là xông hơi, tắm rửa mát mẻ, về nhà chịu khó ăn uống ngủ nghỉ phục hồi cho nó tốt, để bữa sau chúng ta tiếp tục tập phần 3, cái phần cũng upper body mà phần cơ ngực và phần cơ lưng. Rồi xong, chốt. Anh không chọn ra đi, ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền. Duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới, tứ trụ BBT ngạo khí một đời. Building là hiện thực nào phải bài thơ, 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ. Cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thông, chiếm đất rừng xây độc nhất giới chim mơ. Lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương, tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương. Đông Tây đội xứng ta mang gươm mở cõi, Nam Bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương.
ý chí chìm mơ như chất thép kiên cường, vững bước tiên phong trên bước đường quê hương. BPT buổi giao thời thiêng liêng, ngọn cờ đầu mang đăng cấp dẫn riêng, bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu fan thân thương. Định nghĩa trường tôn khai niềm chim và súp, chữ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy. Dòng máu lạc hồng bi bi tí tuyên thề, xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam. Dòng máu lạc hồng bi bi tí tuyên thề, xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam. Mệt không em? Mệt gì con gói vậy? Uống gói chừng nào mới bán được hàng mới? Thì nhà uống nước thì cũng như thế, đúng không? Em phải ra đây muốn 3 bún gói đấy chứ. Người ta thấy uống 3 bún gói, người ta mua 3 bún gói. Để mai, để mốt em uống 5 gói cho nó sợ. À. Rồi còn thời gian thì cứ nghỉ ngơi, xông hơi, tắm. Tắm xông hơi đồ. Rồi, vô 100% đi, thầy đi live stream nữa. Kiếm sống nữa. Vô. Rồi, bữa sau là tập ngực với lưng nha. Cũng upper body nữa. Về nghỉ đi, nhức đã lắm á. Thôi nha. Gì vậy? Yeah. Rồi, lo uống hồng hàm uống ghê vậy đó. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.